chào anh em. Hôm nay mình lên Tích Cồ nha, ngày 30 tháng 5 nha anh em. Đây, Tích Cồ rất khỏe mạnh nha, này giao tỉnh luôn nha các anh em. Đây. Hàng nhà trồng nha. Đây, Tích Cồ. Ngày 30 tháng 5, anh em quan tâm thì alo cho mình nha. Đây rất là khỏe mạnh, đang ăn cám nha. Anh em thấy không? Đợi ăn. Rồi để mình qua tiếp chuồng gà đen anh em.